Kênh bản tin 24 giờ xin chào các bạn, hãy nhấn đăng ký và like để cập những tin tức mới nhất trong ngày. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Lên Cờ Zui giờ 2022 dục dịch về nước, hàng hot cho đại gia Việt, mẫu SUV đời mới Lên Cờ Zui giờ 2022 ra mắt tại thị trường quốc tế không lâu đã được lên lịch đưa về Việt Nam với mức giá dự kiến trên 4 tỷ đồng và đã sớm được nhiều khách hàng đặt cọc. Một đại lý Toyota tại quận Thanh Xuân Hà Nội đã nhận đặt cọc từ cuối tháng 6 đối với mẫu Lên Cờ Juyer phiên bản 2022 trong khi hãng vẫn chưa có thông tin mở bán chính thức, theo đơn vị này, xe dự kiến giao khách từ cuối tháng 8 và danh sách đặt cọc đã kín lịch trả xe đến tháng 11 năm nay. Là phiên bản hoàn toàn mới nên lượng khách quan tâm lên cờ rui giờ 2022 nhiều hơn hẳn, mức giá ước tính trên 4 tỷ đồng và có thể tăng nhẹ so với phiên bản trước, do hàm lượng trang bị trên phiên bản mới cũng nâng cấp đáng kể. Tư vấn viên bán hàng một showroom Toyota tại Nam Từ Liêm, Hà Nội cho hay, theo người tư vấn bán hàng này, nếu bây giờ khách đặt cọc thì có thể phải đến cuối năm mới nhận được xe. Lên cờ ru giờ 2022 tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản một nguồn tin cho biết lên cờ Zui giờ 2022 nhập khẩu chính hãng đang làm thủ tục đăng kiểm và có thể được Toyota ra mắt trong thời gian ngắn tới bên cạnh xe chính hãng một số đơn vị nhập khẩu tư nhân cũng dục dịch đưa lên cờ Zui giờ mới về Việt Nam những chiếc này vẫn rộng cửa để cạnh tranh với xe chính hãng nhờ việc xe được đặt thêm các option cao cấp sẵn sàng phục vụ nhóm khách hàng chịu chi cũng như không muốn chờ đợi lâu Lenker giờ 2022 tiếp tục sử dụng kết cấu khung rời nhưng chuyển sang hệ ga, ép hoàn toàn mới được phát triển từ cơ sở gầm bệnh TNG, khung xe nhẹ hơn, nhưng lại cứng hơn và trọng tâm xe được hạ thấp hơn, tổng trọng lượng xe giảm 200kg. Lenker giờ mới giữ nguyên kích thước với chiều dài 4.990mm, rộng 1.980mm và chiều dài cơ sở 2.850mm, xe có góc thoát trước 32 độ, góc thoát sau 24 độ, gầm cao 230mm. Xe dùng hệ thống treo thích ứng, AVS và hệ thống cân bằng thủy động lực học điện tử e-KDSF. Bên cạnh đó là hệ thống lựa chọn chế độ lái theo địa hình, Manti, Terrain Select, không còn bản động cơ V8, lên cờ vui giờ thế hệ mới có hai lựa chọn động cơ V6 tăng áp kép, bản v 63 5 lít cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650Nm, trong khi đó, bản v 63 3 lít chạy diesel cho công suất khiêm tốn 304 mã lực nhưng mô-men xoắn cực đại lên tới 700Nm. Xe dùng hộp số tự động 10 cấp, ngoại hình của Land Cruiser 2022 cũng trao chuốt hơn với mặt ca, lăng rộng và cụm đèn pha thiết kế mới. Không gian nội thất sang trọng và hiện đại khi có màn hình giải trí 12,3 inch, bảng đồng hồ analog kết hợp cùng màn hình thông tin 7 inch, hệ thống loa JBL, công nghệ chống ồn chủ động. Đình Nam, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.